Hành trình tương lai và Ngọc Trang rất vui được gặp quý vị trong bản tin trưa thứ năm ngày 8 tháng 4. Quý vị khán giả yêu mến Hành trình tương lai, hãy like và share cũng như để lại bình luận góp ý mỗi video của chúng tôi để ban biên tập Hành trình tương lai có thêm nhiều động lực hơn nữa mang đến những thông tin bổ ích cho quý vị cũng như vượt qua được vòng kiểm duyệt khó khăn của YouTube. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Thanh niên đột nhập nhà hàng xóm trộm tiền rồi mua xe tặng bạn gái. Đắk Lắk thông tin cán bộ khó khăn về nhà ở có ô tô hàng tỷ đồng. Hộ kinh doanh lớn phải khai thuế như doanh nghiệp. Công an Hải Phòng lên tiếng việc thu phí 100.000 đồng làm căn cước công dân gắn chip. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối hôm qua mùng 7 tháng 4, Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Tuấn Hưng, sinh năm 2005, trú ở thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh về hành vi trộm tài sản. Trước đó, ngày mùng 5 tháng 4, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được trình báo của anh XN, trú tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh về việc gia đình anh bị mất trộm 2 dây chuyền vàng, 12 chỉ và 5 triệu đồng tiền mặt trong két sắt để ở phòng ngủ. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 66 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã vào cuộc điều tra. 4 giờ sau, đối tượng nghi vấn được xác định là Hoàng Tuấn Hưng. Tại cơ quan điều tra, Hưng đã khai nhận chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm tài sản nói trên. Bước đầu, Hưng nói vì cần tiền tiêu xài nên đã đột nhập vào nhà anh N, mở két sắt, lấy đi tài sản rồi mang đi bán. Số tiền bán được, Hưng đã mua một xe máy để sử dụng và mua một xe máy khác để tặng cho bạn gái. Số tiền và vàng còn lại cất giấu tại nhà để sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân. Công an thị xã Hồng Lĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định. Được biết, dự án phát triển nhà ở xã hội tại khu dân cư km 4-5 ở phường Tân An có mục tiêu giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức đang gặp khó khăn về nhà ở. Theo đó, nhiều cán bộ đang công tác tại Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, Kiểm toán nhà nước khu vực 12, Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột đang sở hữu những căn hộ này. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cán bộ nằm trong diện được xem xét mua nhà ở xã hội được gắn tiêu chí người thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở, lại đang sở hữu ô tô có chiếc lên đến tiền tỷ. Liên quan đến vấn đề này, ngày 7 tháng 4, trong buổi họp báo định kỳ tháng 3 tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, trong luật không quy định đối tượng được mua nhà ở xã hội không có tiêu chí này. Người không có ô tô hay đang sở hữu được xem như nhau. Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch phường cho hay, tiêu chí có ô tô thường phát sinh ngoài chính sách, vì người thu nhập thấp lại đang sở hữu ô tô, nhưng trong thực tiễn có chuyện đó. Do ngân hàng đang giải ngân rất mạnh, nên người tiêu dùng chỉ cần thế chấp xe đó vào ngân hàng là có ô tô. Nhưng sau đó vị này lại thừa nhận người có nhà xã hội được gắn tiêu chí khó khăn nhưng lại sở hữu ô tô hàng tỷ đồng là không chấp nhận được. Ông Hà đề nghị Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đắk Lắk xem xét điều kiện này khi mua nhà ở xã hội. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Nhỏ Vừa và Hộ Kinh doanh, Tổng cục Thuế cho biết, tới đây các hộ kinh doanh có quy mô lớn sẽ phải thực hiện sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ như một doanh nghiệp siêu nhỏ, nhưng ở mức đơn giản hơn. Cụ thể, tại dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý thuế với hộ kinh doanh lớn, Bộ Tài chính đề xuất các hộ kinh doanh lớn có thể kê khai thuế theo tháng hoặc quý và không phải quyết toán thuế. Các hộ này cũng sẽ phải thực hiện việc khai và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử khi cơ quan thuế triển khai điện tử hóa. Khi cơ quan thuế chưa triển khai, họ vẫn khai hồ sơ giấy và sử dụng hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in. Về mục đích chính của quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh lớn được đưa vào luật, bà Lan nhấn mạnh là để quản lý chặt chẽ những hộ lớn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, tránh buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa đầu vào cho doanh nghiệp. Theo đó, hộ kinh doanh lớn sẽ không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng do họ tự phát hành mà chỉ được xuất hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng do cơ quan thuế in. Về tính thuế đối với hộ lớn, bà Lan cho hay vẫn tính thuế trên doanh thu chứ không phải doanh thu trừ chi phí. Đêm qua, Công an thành phố Hải Phòng đã có phản hồi thông tin báo chí phản ánh về người Hải Phòng nộp 100.000 đồng để làm căn cước gắn chip. Thông tin ban đầu cho thấy, vào sáng ngày 4 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng,
Hai vợ chồng ông H và bà T đến làm thủ tục căn cước công dân gắn chip điện tử do bộ phận cấp căn cước công dân gắn chip điện tử lưu động công an huyện Tiên Lãng thực hiện. Sau khi cấp xong, bà T có đưa cho một đồng chí công an xã bán chuyên trách số tiền là 200.000 đồng tiền làm căn cước công dân gắn chip điện tử của hai vợ chồng bà, trong đó bao gồm cả lệ phí chuyển đổi từ chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử của bà T, lệ phí cấp lại căn cước công dân của ông H và tiền dịch vụ chuyển phát nhanh và không nhận được biên lai. Phát hiện vụ việc thu lệ phí không đúng quy định trên, Công an huyện Tiên Lãng đã yêu cầu đồng chí công an xã bán chuyên trách trả lại tiền thừa của ông BKH và bà VTT và các trường hợp khác tương tự nếu có. Trước đó, nhiều người dân tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng phản ánh khi đi làm căn cước công dân gắn chip bị thu phí chênh lệch gấp nhiều lần so với quy định và không có phiếu thu. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Tiếp theo là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Ông Biden nói Trung Quốc muốn sở hữu thế giới, Mỹ đang bị bỏ lại phía sau. Đài Loan dọa bắn rơi máy bay không người lái Trung Quốc ở Biển Đông. Ai Cập cảnh báo nguy cơ xung đột liên quan đập Đại Phục Hưng. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói về kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ USD mà ông đề xuất để đảm bảo ưu thế của Mỹ trên trường quốc tế, trước một Trung Quốc đang trỗi dậy. Ông nói rằng việc cải thiện các mối liên kết vận tải và việc đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ hiện đại là cần thiết để Mỹ có thể lãnh đạo thế giới như đã từng làm trong lịch sử. Theo hãng tin AFP, ông Biden cảnh báo Trung Quốc muốn sở hữu tương lai và nước Mỹ đang bị bỏ lại phía sau vì Washington đã ngưng chú trọng vào cơ sở hạ tầng và nghiên cứu và phát triển R&D. Kế hoạch cơ sở hạ tầng của ông Biden vốn đi xa hơn loại cơ sở hạ tầng cầu đường truyền thống. Đề xuất của ông tập trung mạnh vào việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và tăng mức thuế doanh nghiệp. Ông Biden phát biểu, các bạn có nghĩ rằng Trung Quốc đang ngồi chờ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng số hoặc nghiên cứu và phát triển hay không? Tôi đảm bảo với các bạn là họ không chờ đợi. Mỹ không còn là lãnh đạo của thế giới vì chúng ta không đầu tư. Đồng thời, ông cho rằng Trung Quốc và phần còn lại của thế giới đang đi trước Mỹ trong các khoản đầu tư tương lai. Phát biểu tại cơ quan lập pháp Đài Loan hôm 7 tháng 4, ông Lý Trọng Uy, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại dương, cho biết Đài Loan gần đây đã phát hiện các máy bay không người lái của Trung Quốc đại lục hoạt động gần quần đảo Đông Sa, nơi Đài Loan đang kiểm soát ở Biển Đông. Tuy nhiên, các máy bay Trung Quốc mới chỉ bay vòng quanh Đông Sa. Quan chức Đài Loan nói, các máy bay chưa đi vào vùng biển và vùng trời bị cấm, chúng chỉ bay xung quanh ở một khoảng cách nhất định. Khi được hỏi về việc lực lượng tuần duyên Đài Loan sẽ phản ứng như thế nào nếu máy bay không người lái của Trung Quốc bay vào vùng cấm, ông Lý cho biết, sau khi bay vào, máy bay sẽ bị xử lý theo luật. Nếu cần khai hỏa, chúng tôi sẽ khai hỏa. Trong những tháng gần đây, Đài Loan phát hiện không quân Trung Quốc liên tục triển khai hoạt động gần quần đảo Đông Sa. Hồi đầu tháng 2, Đài Loan đã triển khai lực lượng phòng không để ngăn chặn sau khi hàng loạt máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận gần đảo Đông Sa. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hôm 7 tháng 4 cảnh báo Ethiopia về nguy cơ xung đột liên quan đến đập Đại Phục Hưng. Sau khi các cuộc đối thoại giữa Ai Cập với Ethiopia và Sudan không đạt được kết quả, đoàn đại biểu ba nước đã có cuộc gặp tại Cộng hòa Dân chủ Congo đầu tuần này nhưng không thu hẹp được bất đồng. Theo Tổng thống Al-Sisi, Ai Cập và Sudan đang phối hợp về vấn đề, đồng thời cảnh báo Ethiopia rằng mọi giải pháp đang để ngỏ. Ông nói, chúng ta đã chứng kiến hậu quả của bất kỳ cuộc đối đầu nào. Tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra, không chỉ tại Ai Cập mà còn trong khu vực. Vì vậy, hợp tác và thỏa thuận sẽ tốt hơn bất kỳ giải pháp nào. Siêu đập Đại Phục Hưng được xem là nỗ lực của Ethiopia để trở thành nhà xuất khẩu điện lớn nhất châu Phi, nhưng lại đang gây quan ngại ở hạ nguồn sông Nin. Tuần trước, Tổng thống Ai Cập cảnh báo bất ổn không thể lường trước được trong khu vực nếu nguồn cung cấp nước của Ai Cập bị ảnh hưởng bởi con đập. Bộ trưởng phụ trách nguồn nước của Ethiopia không có bình luận về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Ai Cập, nhưng khẳng định việc nước này sử dụng nguồn nước công bằng và hợp lý mà không gây tổn hại đáng kể cho các nước láng giềng. Cuộc họp lần này được coi là cơ hội cuối cùng để ba nước Ai Cập, Sudan và Ethiopia nỗ lực tiến tới thỏa thuận về đập Đại Phục Hưng trước mùa lũ sắp diễn ra. Tuy nhiên, Ethiopia cho biết họ không thể ký một thỏa thuận vi phạm quyền của nước này sử dụng sông Nin.
Theo hãng thông tấn nhà nước Sudan, Sudan đã đề nghị thay thế lực lượng gìn giữ hòa bình Ethiopia đang hiện diện ở phía nam nước này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Quý vị và các bạn thân mến, ta thường nghe nói, trò chuyện là một môn nghệ thuật, lời nói phải dễ nghe mới có thể quy thuận lòng người. Nhưng gia đình lại thường là nơi bị chúng ta coi nhẹ nhất. Với những người xa lạ, chúng ta rất đỗi lịch sự, khách khí. Nhưng với những người càng thân thiết, gần gũi như vợ chồng với nhau, chúng ta lại chẳng kiêng nể điều chi. Bởi lẽ chúng ta biết rằng người thân sẽ chẳng bao giờ trách móc mình. Kỳ thực, những lời mật ngọt rất quan trọng đối với cuộc sống hôn nhân. Chỉ cần nghe một câu, tình yêu anh dành cho em sẽ không thay đổi dù em gầy hay béo, đẹp hay xấu, chắc hẳn sẽ không khiến ít người vợ xúc động ứa nước mắt. Đàn ông luôn tỏ ra lạnh lùng, cứng cỏi và mạnh mẽ, nhưng họ cũng sẽ rất hạnh phúc khi được vợ ôm thật chặt và thì thầm với ánh mắt rạng rỡ yêu thương. Đa phần khi chung sống với nhau một thời gian lâu, hai người sẽ không còn coi trọng những lời yêu thương như thủa hò hẹn ngày xưa. Thậm chí họ còn cảm thấy sáo rỗng hay ngại ngùng không cần thiết và không cất nên lời. Nếu đợi đến khi đối phương đói khát tình cảm, bạn mới nhỏ giọt vài lời yêu thương thì e rằng hạnh phúc gia đình sẽ khó tránh khỏi bị chao đảo. Vậy nên trước khi cất lời, bạn hãy suy nghĩ thật cẩn trọng. Hãy thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm nhiều hơn và bớt đi sự chỉ trích bới móc lẫn nhau quý vị nhé. Và trước khi tạm biệt nhau, Ngọc Trang muốn chia sẻ một phương pháp tốt cho cả tâm lẫn thân và hoàn toàn miễn phí, đó là luyện tập khí công theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Đường link hướng dẫn chúng tôi có đề xuất ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Những chia sẻ vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành theo dõi. Nếu yêu mến chúng tôi, hãy nhấn like và đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng ngày mai.